Hello mọi người. Bye bye. Nào, đây là vlog số 10. Hôm nay cái vlog này sẽ là lần đầu tiên bọn mình trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyện yêu đương. Bình thường thì lúc mà mọi người hỏi thì thường bọn mình không trả lời tại vì không muốn mọi người biết nhiều quá về cái chuyện yêu đương của mình, nên là mình thường chỉ trả lời ngắn gọn thôi, trả lời sương sương thôi. Tuy nhiên thì hôm nay được sự đồng ý của khách mời, mình quyết định là sẽ trả lời kỹ hơn những cái thắc mắc của mọi người về việc bọn mình yêu nhau. Ok, mình đã mở một cái ask ở trên Insta để cho mọi người hỏi những câu hỏi liên quan đến bọn mình. Mình đã chọn ra một vài câu hỏi phù hợp. Mình sẽ muốn... Nào? Bác có hiểu gì đấy? Đẹp à? Đang dễ ngồi giữa mà. Đẹp à? Đẹp mà. Thế á? Trông tự nhiên. Mình đây là blog của mình mà. Mình sẽ trả lời chia theo giai đoạn, theo trình tự thời gian. Ok, có 3 giai đoạn nha. Giai đoạn 1, mình thích Long trước, nhưng mà Long không quan tâm gì đến mình cả. Long không thích mình à. Giai đoạn 2, Long bắt đầu thích lại mình rồi. Sau đó đến giai đoạn thứ 3, bọn mình chính thức yêu nhau cho đến tận bây giờ. Ok, cái giai đoạn này nó kéo dài hơn 6 tháng. Lúc ấy mình bắt đầu thích Long, bắt đầu để ý, xong bắt đầu nhắn tin làm phiền. Còn lúc ấy thì Long đang có những mối quan tâm khác nên là không quan tâm đến mình. Cái câu hỏi cái giai đoạn này mình thấy mọi người hỏi rất nhiều, đó là gặp nhau như thế nào. Trả lời trước đi. Trên nhóm Last Fire lúc đấy đang đi tập, xong thấy có một bạn nữ ở đấy, tưởng là học sinh mới. Thế là mới hỏi anh em là bạn này mới à? Sao thầy chơi với anh em thân thế? Bảo đừng đùa, nó vào nhóm trước cả mày đấy. Nó vào nhóm trước mày phải 5-6-7 năm gì đấy. Nó OG của Last Fire đấy. Thì mới biết là hóa ra bạn này là đi tập với Last Fire hồi bạn ấy còn cấp 2, cấp 3. Xong sau đó bạn ấy nghỉ tít mãi đến bây giờ bạn ấy mới quay lại. Đấy. Mình đã vào Last Fire từ năm 2010. Sau đó mình tập được với nhóm khoảng 2-3 năm. Thì mình nghỉ khá là lâu, mình nghỉ 4-5 năm cơ. Trong khoảng 4-5 năm đấy là lúc Long vào nhóm. Trong cái quá trình mình nghỉ ở trên Last Fire thì mình cũng có theo dõi các sản phẩm của nhóm ấy. Mình cũng có biết là có cái bạn này. Nhưng mà cũng chả biết bạn ấy tên là gì, chả biết bạn ấy có nhiều buổi nhảy cái gì, chả biết. Chỉ biết là trông quen quen. Thì 2 năm trước khi mà mình quay lại Last Fire để mình tập ấy, thì là lúc bọn mình chính thức gặp nhau và gặp ở trên phòng tập Last Fire. Ấn tượng đầu. Chả có gì cả vì lúc đấy có để ý đâu. Đấy, đấy không? Phụ phàng. Nếu mà mọi người xem cái vlog số... mấy nhỉ? Test độ hiểu nhau là vlog số 8 à? Ừ, 8, 7, 8 gì đấy. Thì có một câu hỏi. Ngày đầu tiên bọn mình chính thức gặp nhau là ngày nào ấy? Thì đó là ngày 24 tháng 7. Hôm đấy các anh ở trên nhóm bảo là lên đi, các anh sẽ tổ chức sinh nhật cho mày. Thế là hôm đấy mình mới lên nhóm. Và hôm đấy Long chắc cũng chẳng biết mình là ai, nhưng mà rất là nhiệt tình, bảo là tớ sẽ clothing chúc mừng sinh nhật cậu. Chẳng quen chẳng biết gì. Thì đấy là cách để làm quen. Đấy. Lúc mà mọi người cắt bánh sinh nhật các thứ xong, ăn xong hết rồi thì tắt đèn này, xong rồi lau clothing. Thì đấy là lần đầu tiên mình xem clothing ngoài đời. Đầu tiên mình biết về cái bộ môn đấy. Và lần đầu tiên gặp luôn. Thì lúc đấy là thích luôn. Tại vì lúc clothing là cứ cười, ở đằng sau ánh đèn. Cảnh tật chơi trực diện vào mặt mà. Tại vì cái clothing đấy là nó có kiểu đèn xanh đèn đỏ, là nó rất là mờ ảo. Xong rồi đấy, cái mặt cái người clothing ấy ở đằng sau ấy, xong cứ cười mỉm cơ, không phải cười như thế. Cười mỉm á? Ừ. À, thế à? Cười kiểu đam mê, kiểu đang mải diễn ấy. Đấy, cười kiểu đấy. Đẹp trai chưa? Đẹp trai. Cảm ơn. Đẹp trai. Đấy, đó là ấn tượng đầu. Còn ấn tượng đầu đây là không có gì cả. Thật ra hôm đấy anh chơi cho em tại vì anh nghĩ là đây có vẻ là một người bạn thân thiện nha. Có thể là kiểu bạn ấy cũng vừa quay lại nhóm thì chúng ta nên làm quen và chúng ta có thể là bạn tốt của nhau về sau. Nên là anh mới chào hỏi như thế, kiểu hello, kiểu tôi là bạn của bạn đây. Sau hôm đấy về mình cũng vì mình rất là thích nên là mình nhắn tin các thứ nói chuyện hơi nhiều. Nói chung là làm phiền hơi nhiều. Thế là người này không thích, người này toàn xin không rep thôi. Trong lúc đấy là mình có những mối quan tâm khác, có thích những bạn khác nhiều, thích nhiều bạn khác, nên là mình không bao giờ để ý đến bạn Dương cả. Vì mình vẫn coi bạn Dương là bạn thôi. Từ mấy ngày đầu tiên lúc mà bạn Dương nhắn tin cho mình, nhưng mà thấy bạn ấy nói chuyện hơi nhiều quá thì mình nhận ra là
là ôi kiểu tôi muốn làm bạn nhưng mà bạn có vẻ muốn nhiều hơn. Nên là tôi xin lỗi, nên chắc tôi phải xin bạn để bạn tự hiểu là bạn đang đi hơi quá rồi. Nên là theo mình cứ xin, nhưng mà có vẻ bạn ấy không hiểu, tại vì mấy hôm sau bạn ấy vẫn cứ tiếp tục nhắn tin mình. Ấy hiểu mà, nhưng cứ nhắn đấy. Đấy, xong trong 6 tháng đấy kiểu như bạn ấy vẫn cứ không hiểu, hay là bạn ấy cứ nhắn tin rủ mình đi chơi. Mình có một vài lần mình nhận lời bạn ấy đi chơi. Có một lúc nào đấy mình nói ra là mình không muốn đi chơi, tại vì kiểu ngại kiểu đi riêng người trong nhóm cái thứ kiểu nhớ hay sao, kiểu chuyện tiến xa hơn thì phức tạp lắm. Bạn ấy bảo là nhưng mà có quan trọng gì đâu, rủ đi chơi trẻ rủ đi chơi thôi mà. Xong kiểu sao phải nhất thiết phải kiểu đi xa hơn làm gì, tớ chỉ muốn rủ cậu đi chơi thôi. Xong mình kiểu mẹ vẫn không hiểu ý mình tức thế nhở. Xong đấy thì mình cứ tiếp tục mình mơ vậy thôi. Trong cái quãng thời gian đấy, cái hồi đầu ấy thì mình nhắn rất là nhiều, có nhiều làm đâu, bình thường mà, cũng cách ra một tí. Đúng rồi. Nhưng mà với một người mà không rep em bao giờ thì như thế là nhiều. Nhưng mà về sau thì mình biết ý, nên là mỗi tuần thì như vậy, nhắn có một lần à. Nhưng mà không phải nhắn kiểu đấy, mà là anh up story thì em rep story thôi. Tức là mình không kiểu tự nhảy vào nhắn luôn, mà là nếu mà mình thấy Long up story thì mình sẽ nhảy vào rep một vài cái. Trong quãng hơn 6 tháng đấy là bọn mình có đi chơi một hai lần, hai lần đấy cách nhau rất là xa. Và bình thường nhẽ ra là đi chơi xong về thì thế phải như thế nào đấy, và đây là chả có gì cả, đi chơi xong về là vẫn như cũ, tức là nó vẫn cứ là chả nhắn tin gì với nhau cả. Có một hôm lần đi chơi thứ hai là rõ ràng lần đi chơi đấy về mình thấy rất là tràn trề hy vọng và và rất là tương lai rất là sáng lạn, nhưng mà về là cũng nhắn tin, nhưng mà xong tự em một tháng suốt từ đấy đâu tháng sau nó chả rep lại gì hết ấy, toàn xin thôi, xin suốt một tháng luôn. Mặc dù kiểu lên nhóm các thứ vẫn cứ, nếu mà có phải nói chuyện nhau vẫn cứ nói chuyện bình thường, tại bọn mình tập mà, bình thường một tuần sẽ gặp nhau khoảng 3-4 lần ở trên nhóm, nhưng mà chỉ là tập thôi. Thế là sau một tháng đấy mình mới cũng nhắn là kiểu có gì thì cậu phải rep đi chứ sao cậu cứ ra ra thứ đấy. Mình căng như thế mà xong vẫn xin. Tức quá. Em bị hớt. Em bị buồn ấy. Xong không nhớ là làm thế nào đấy, là hình như là lại nói chuyện lại, không nhớ. Mọi người cứ hỏi mình là làm thế nào để tán được, nhưng mà mình chẳng có bài gì cả. Mình chỉ cứ lúc nào thấy có story thì mình nhảy vào, mình nhắn một vài, xong rồi tự nhiên trời đẹp hay gì đấy, tự nhiên có người lại đồng ý đi chơi đấy. Thế là đi chơi về cứ nghĩ là ôi đi chơi rồi thích quá, chắc là nó phải có gì đấy rồi chứ. Xong rồi về đèo nhắn tin cho mình, đèo nhắn gì hết, nó vẫn là như cũ thôi, chả tìm hiểu được cái gì cả. Mà chỉ là cứ on off như thế thôi. Là bọn mình không hề phát triển lên từ tình bạn, tại vì ngay từ đầu là mình đã tiếp cận Long với cái thái độ là mình thích rồi, và Long cũng biết là mình thích, nên là bọn mình rất là có khoảng cách, còn không nói chuyện bình thường cơ, cho nên là mối quan hệ nó không phát triển từ kiểu đang là chơi kiểu vui vẻ tự nhiên, đang là tình bạn xong rồi lên thành thích nhau đâu, không phải. Trước khi chuyển sang giai đoạn 2 là có một bước ngoặt. Bước ngoặt gì? Đêm Noel. À, ôi dồi ôi. Ôi dồi. Hôm đấy, Fast Five là tổ chức ăn Noel, ăn lẩu rồi uống rượu các thứ ở trên phòng tập ấy. Cái chuyện mình thích Long ấy thì mình có kể với một vài anh ở trong nhóm. Thì hôm đấy mình say, thì mình có bảo với cái anh mà mình hay tâm sự cùng là anh ơi, em phải ra tỏ tình với Long đây, anh can em lại đi. Nhưng mà anh ấy cũng say. Thế là anh ấy bảo là muốn tỏ tình à, để anh gọi nó cho, Long ơi. Thế xong là anh ấy gọi Long ra. Thế sau lúc đấy mình kiểu nói thôi một hồi với Long đấy. Thực ra là nhớ nhớ quên quên, cũng không nhớ lắm là mình nói những cái gì, là Long nói lại những cái gì. Lúc đấy là mình mọi người say nhưng mà mình không say lắm. Mình đi lại loanh quanh thì tự nhiên Dương Phin bảo tớ muốn uống với cậu. Em lại đi dặn Long ơi, tớ muốn uống với cậu. Mình kiểu ok, chờ mình lấy rượu. Không, mình lấy rượu ra. Tớ phải nói với cậu, tớ thích cậu. Tớ rất thích cậu. Uống. Ok, cảm ơn cậu, uống. Thế là xong, hết chuyện. Một lúc sau thì tiệc tàn, mọi người đang dọn phòng, mình cũng đang dọn. Thì anh mình mới gọi mình vào. Vào thì thấy Dương Phin đang nằm ở đấy. Thế là bảo Dương Phin có chuyện cần nói này. Mình vừa ngồi vào bảo sao còn nói gì nữa. Bảo tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện vừa rồi á? Tớ nói rồi à? Cậu nói rồi mà. Cái gì? Em không đâu. Có, em tớ nói rồi á. Tớ nói rồi á. Cậu nói rồi mà.
Tớ nói gì? Cậu nói cậu thích tớ. Ơ thế á? Sao cậu bảo cái gì? Tớ bảo tớ cảm ơn. Anh nói như kiểu em không vui vậy. Thì cũng không phải không vui vậy, em kiểu kêu rời kêu đất lên. Chết rồi, các thứ làm nào rồi. Đấy, xong mình lại giải thích là đấy, kiểu tại sao chúng mình không nên tìm hiểu các thứ ở trong nhóm nó rất là phức tạp. Xong Dương Phi chả biết cái gì, xong mình té. Thế xong hôm sau, sau khi mà mình tỉnh rồi ấy, mình bắt đầu nhận ra là hôm qua mình rất là ngu. Đây là mình mới nhắn tin cho Long bảo là hôm qua tớ say nên là tớ xin lỗi. Nhưng mà tớ không nhớ là cậu nói gì đấy, là tớ không nhớ là tớ nói gì, nên là muốn hẹn một hôm để nói chuyện cho rõ ràng đấy. Thì Long ok, ra bọn mình ra show cây để nói chuyện. Thế sao rồi như thế nào nhở? Thực ra nó hơi phức tạp ấy, nên là chúng ta hãy kể một cách gì đấy để các bạn ấy không hiểu lầm đi. Nhưng mà lúc đấy mình ngồi với Dương Phim, theo mình lại đi giải thích lại, vẫn là câu chuyện người trong nhóm. Sau đó thì Dương Phim bảo là nhưng mà đây cũng chưa phải là cái gì, với cả tớ cũng không expect là kiểu muốn được làm bạn gái của cậu hay người yêu cậu gì cả. Kiểu những gì tớ muốn là tớ muốn đi chơi với cậu và tớ chỉ muốn được nói chuyện bình thường với cậu thôi. Kiểu đấy là tất cả những gì tớ muốn. Sau một cuộc hội thoại dài và Dương Phim có cái ý đấy là mình mới kiểu ồ, kể ra nghe cũng chân thành, cũng xúc động phết. Chân thành mà. Ừ, thì chân thành. Mình mới nghĩ kiểu ok, thế thì tớ sẽ nói chuyện với cậu bình thường. Đấy, tớ sẽ không xin cậu nữa. Tớ không xin cậu nữa. Ngồi được một lúc thì trời lạnh quá, lúc đấy khoảng mười mấy độ vậy, ngồi ngoài sân của cây nữa. Tự nhiên nhìn Dương Phi một lúc thì là mình mới bảo Dương Phi là tự nhiên nhìn cậu muốn ôm đấy nhỉ. Eo ơi, cho ôm nhờ cái đấy. Nhìn cậu mặc ấm, tớ muốn ôm cái cho bạn bè thôi nhỉ, ôm cho vui. Thế là mình cứ vừa ngồi ôm Dương Phim, trong Dương Phim vừa ngượng nha, mình cứ ôm thôi, xong nói chuyện bình thường. Ôm Dương Phim được một lúc cũng thấy cuốn cuốn, kiểu thơm thơm. Ôm cũng thấy cũng thấy sướng. Về sau là bắt đầu nói chuyện Dương Phim, thì nói Dương Phim hẹn đi chơi thì cứ với được Dương Phim là ôm thôi. Rồi ôm và nói chuyện. Cái bước ngoặt ở đây là cái đêm Noel, là cái hôm say ấy. Sau cái hôm đấy là cái mối quan hệ của mình đang từ kiểu Long cứ tránh mình thì nó lên một cái mức là Long sẽ open với mình hơn. Sau nó thành như kiểu mối quan hệ không rõ ràng. Nó cứ như kiểu mối quan hệ không rõ ràng. Tại vì nó không phải người yêu nhưng cũng không phải bạn nữa. Kiểu đấy, bọn mình đi chơi nhau nhiều hơn, cũng nói chuyện được nhiều hơn một tí. Lại còn có những cái như kiểu physical ấy, cứ ôm người ta. Đấy, thế sau rồi là bắt đầu thích đúng không? Anh kia ôm nhiều là thích. Giai đoạn 2 này, nó chỉ kéo dài hơn một tháng thôi. Nào, hơn một tháng thôi là đấy, cứ chỉ là đi chơi, xong rồi nhắn tin quan tâm thôi. Vẫn cứ ôm các thứ bình thường mà không, vẫn chưa phải là yêu nhau hẳn. Và cũng không phải là bạn bè hẳn. Lúc đấy là mình cũng nhận ra là Long bắt đầu thích lại mình rồi. Và ở cái giai đoạn này thì các bạn có hỏi là ai tỏ tình trước? Hôm đấy là sau Valentine, tại vì hôm Valentine thì nhóm lại có việc, thế là mọi người phải lên họp. Hôm mà sau Valentine thì mình rủ Dương đi chơi, xong trời lạnh quá, mình rủ Dương Phim về nhà chơi. Đấy, chơi. Nhà xong không có ai nên là mới rủ về chơi. Xong làm ôm nhau. Ôm nhau thì ôm thôi nhá, trong sáng, hoàn toàn trong sáng. Ôm mà, hồi đấy động tay động chân Dương Phim có trò đâu. Hồi đấy rất là vớ vẩn. Thì ôm nhau ở giường rồi. Ôm nhau ở giường đâu có nghĩa là động vào người ta. Con gái con trai giờ hai mấy tuổi ôm nhau ở giường. Không. Hồi đấy là tay chân rất là linh tinh. Rõ ràng là chưa phải người yêu nhưng mà tay chân là cứ linh tinh. Thế là mình phải gạt ra hết, phải vớ vẩn. Vớ vẩn. Đấy, xong rồi. Mình tỏ tình. Tớ yêu cậu à? Hay tớ thích cậu nhỉ? Đâu, làm gì? Anh chỉ bảo cậu là người yêu tớ nhé thôi. Cậu là người yêu tớ nhé à? Đấy, ok. Yêu nhau. Đấy, thế là thích đơn phương hơn 6 tháng này. Xong rồi đây là có hơn 1 tháng để phát triển lên một tí, bắt đầu thích lại một tí. Xong rồi đến giai đoạn là bây giờ, giai đoạn thứ 3 là bắt đầu yêu nhau. Một cái câu hỏi mọi người hỏi rất là nhiều, đấy là yêu nhau được bao lâu rồi? Bọn mình chính thức yêu nhau là đã được gần 2 năm. Và trong cái quãng giai đoạn yêu nhau này, mọi người hỏi rất nhiều. Anh muốn chúng ta trả lời những câu hỏi vui vẻ trước rồi đến những câu hỏi căng thẳng hay là ngược lại nào? Căng thẳng trước đi. Có hay cãi nhau không? Và khi mà cãi nhau thì giải quyết kiểu gì? Cãi nhau nhiều. Nhiều là cái gì nhỉ? Cãi nhau gì mà nhiều? Từ chuyện đặt vặt đến kiểu chuyện lớn, chuyện kiểu tư tưởng các thứ, cái sống của người kia và những cái đặt vặt kiểu cứ hiểu nhầm ý nhau các thứ. Về sau thì bắt đầu hiểu tính nhau rồi thì bớt đi, bớt dần
từ từ theo thời gian thôi. Lúc mà mới bắt đầu vào mối quan hệ yêu nhau thật, yêu nhau chính thức ấy, bọn mình là hai người rất là khác nhau, khác hoàn toàn luôn. Quá là lệch nhau đến mức mà chả hiểu phải yêu kiểu gì ấy. Bọn mình có cách giải quyết đấy là luôn luôn nói chuyện. Hồi mới đầu vì mình là người thích Long trước nên là mình luôn luôn có cái suy nghĩ là mình rất sợ Long không thích mình nữa. Thế cho nên là mình kiểu nếu mà mình có không hài lòng cái gì hay mình có định dỗi cái gì thì mình không nói. Tại vì mình sợ kiểu mất lòng ấy, sợ Long không hài lòng kiểu đấy. Nhưng mà về sau thì bọn mình có giải quyết được khúc mắc đấy rồi. Bọn mình bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Nếu bọn mình có xích mích gì thì sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Tuy nhiên hồi đầu thì cái cách nói chuyện của bọn mình cũng gây ra nhiều hiểu lầm. Nên là bọn mình đã dần dần thay đổi nó để làm thế nào cho hiểu nhau dễ nhất có thể à. Nhưng mà nói chung là nói chuyện, cách giải quyết đó là nói chuyện. Bây giờ nói chuyện đỡ hơn rất là nhiều. Nói chuyện tranh luận, debate ấy. Mình nghĩ gì thì mình nói ra này. Xong Long nghĩ gì thì Long nói ra. Cân đối thôi, xem hướng giải quyết nào hợp lý. Ai cái nào chưa được thì sau rút kinh nghiệm. Đã bao giờ chán nhau chưa? Chưa. Thật không? Mọi người nghĩ là bọn mình gặp nhau rất nhiều nên là sẽ bị chán nhau hoặc là không có chuyện để nói với nhau nữa. Đã bao giờ anh không có chuyện để nói với em chưa? Chưa, chỉ là thỉnh thoảng mình nói chuyện này nhiều quá mà không nói chuyện khác thì sẽ hơi buồn. Là như nào? Nghĩa là nhiều khi mình bị nói chuyện việc nhiều quá nhưng mình không nói chuyện cá nhân với nhau. Cái đấy nó là liên quan đến việc là bọn mình phải đa nhân cách trong mối quan hệ này rồi. Ngoài là yêu nhau ra thì còn làm việc với nhau nữa. Cho nên là đấy, như Long vừa nói thì thỉnh thoảng là sẽ tập trung và nói chuyện với nhau, toàn nói chuyện công việc ấy, theo cái vị trí là quản lý với cả rapper đấy. Thế là quên mất là nói chuyện cá nhân là kiểu lúc như kiểu là hai người yêu nhau đó. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến một cái vừa yêu nhau thì chi tiêu như thế nào. Share thôi, cứ chia đôi thôi. Mình nghĩ là vì yêu nhau bằng tuổi ấy nên là mình luôn luôn cảm thấy như là bạn nên là bạn thì là chia đôi. Hồi đầu mới yêu thì bọn mình chi tiêu khá là vô tội vạ. Đến một hôm mình đã bảo Long là bọn mình tiêu như này không được mà phải set một cái limit, tức là phải giới hạn. Ví dụ một tuần chỉ được tiêu bao nhiêu thôi, tức là cái tiêu chung nhá. Chứ ví dụ nhà mình mà đi riêng với bạn mà mình tiêu riêng thì đấy là tiền riêng của mình không nói. Long đi riêng với anh em các thứ tiền riêng thì không không tính. Cứ hai đứa gặp nhau và tiêu chung hoặc mua chung một cái gì đấy sẽ đều tính hết vào cái quỹ chi tiêu của cái tuần đấy. Nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng hơi cheat. Không lúc nào mà hết tiền mà vẫn muốn ăn ngon thì Long sẽ để anh bao. Đấy, thế là tiền đấy là tiền tính riêng của Long. Chả liên quan đến mình cả đấy. Hoặc là mình bảo thôi để em trả đấy. Thế là tiền đấy là tiền của mình, chả liên quan đến cả hai cả. Thế là nói chung là bọn mình rất là hài lòng với cái cách chi tiêu này. Bọn mình đã duy trì được cái đấy khá là lâu rồi. Phải lâu lắm rồi ấy. Điều thích ở nhau. Chia giai đoạn đi. Ví dụ như giai đoạn 1 thích cái gì, giai đoạn 2 thích cái gì, giai đoạn 3 thích cái gì. Giai đoạn 1 á? Không thích gì. Thích vì em là một người bạn tốt thì sao? Thích Eo ơi chả hiểu sao. Cái giai đoạn 1 mấy lần là mình thấy Long còn up story kiểu buồn buồn ấy. Xong mình còn vào rap kiểu ăn ủi tâm sự cùng thế mà kêu là không thích cái gì. Eo ơi. Lúc đấy thì tâm sự của nó. Đâu anh tâm sự, anh nói nhiều vãi. Giai đoạn 1 thích sự quan tâm. Giai đoạn 2 thích ôm. Ôm. Giai đoạn 3 thích tất cả. Cái gì thích tất cả? Thích tất cả sao nói bé thế? Hả? Nói bé nhấn mạnh. Giai đoạn 1 thì thích vì cười đẹp trai. Cười đi. Giai đoạn 2 thì mình thích vì tình cảm. Vì ông rất là tình cảm. Giai đoạn 3 thì mình thích nhất là Long rất thật thà, nghĩ gì nói đấy. Mình cũng là người rất thẳng tính, có gì là mình sẽ nói luôn. Lúc bọn mình yêu nhau thì nếu mà mình khó chịu cái gì là nói luôn. Không biết hay là không thích hay là ghét hay là cùng một vấn đề gì ở trên mạng. Nhưng mà mình thì nghĩ hướng này, Long thì nghĩ hướng này, thì cứ thế mà nói ra thôi. Bọn mình nói chuyện với nhau rất là thẳng thắn. Anh thấy bọn mình có điểm gì mình rất là tự hào về mối quan hệ này? Đấy, chuyện mình giải quyết vấn đề nó rất là thẳng thắn và nó không còn gì để giấu mấy. Không có gì, không còn gì. Không có gì để giấu. Trước là mình đi date rất là nhiều. Bạn nào cũng úp úp mờ mờ. Thì mình càng tiếp xúc với sự khó đoán nhiều thì về sau đến lúc mà bắt đầu thích Dương thì mình rất trân trọng những cái việc kiểu thẳng thắn và rõ ràng như thế. Và mình nhận ra là không phải cứ chạy theo mấy người ngoài kia là hay ấy. Có những người ở ngay gần mình như này kiểu làm cho mọi thứ nó đơn giản và nó tốt hơn nhiều cho cuộc sống của mình. Nhưng mà mình cứ không biết trân trọng. Em tự hào gì về bọn mình? Em tự hào vì bọn mình
yêu rất là người lớn, rất là trưởng thành. Ở hai điểm, thứ nhất là có thể nói chuyện được với nhau rất là rõ ràng và tôn trọng ý kiến của nhau. Thứ hai là bọn mình rất là hiểu về việc không gian riêng. Tức là bọn mình gặp nhau rất nhiều, nhưng mà nếu như Long bảo với mình là hôm nay anh muốn ở một mình thì mình ok. Hoặc là khi mình nói lại với Long như thế, hôm nay em chỉ muốn ở một mình hay là muốn có không gian riêng thì Long cũng ok. Nhưng mà đấy không phải dỗi nhau gì đâu nhé, chỉ đơn giản là nhiều lúc gặp nhau nhiều quá muốn ở một mình thôi. Thì cái đấy nó rất là thoải mái, rất là hoàn toàn có thể nói với nhau cái điều đấy mà không phải sợ là bên kia nghĩ sai hay là bên kia đang dỗi hay là gì đấy. Ok. Ok. Đó là những cái câu hỏi mà mình thấy phù hợp với cái concept của cái vlog này. Vậy là sau cái vlog này mọi người đã hiểu hơn được về bọn mình yêu nhau như thế nào. Cái vlog này sẽ dừng ở đây thôi. Bye bye. Bye.